Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 5 tháng 1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022, triển khai chương trình công tác trọng tâm năm 2023. Đến dự hội nghị có ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh. Năm 2022, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh bám sát các nhiệm vụ Tổng Liên đoàn giao và tinh thần nghị quyết tỉnh ủy chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị theo điều kiện thực tế tại đơn vị và gắn với nghị quyết cấp ủy cùng cấp, chú trọng công tác tổ chức kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Về thực hiện các chỉ tiêu như phát triển đoàn viên, thành lập mới công đoàn cơ sở, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp đảng, điều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Các cấp công đoàn đã xây dựng nhiều chương trình kế hoạch liên quan đến người lao động tại địa phương, ban hành các văn bản theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, đặc biệt là các văn bản về chế độ chính sách, tham gia góp ý dự thảo các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền lợi của đoàn viên người lao động. Về chăm lo lợi ích đoàn viên người lao động, các cấp công đoàn tổ chức thăm hỏi tặng quà cho hơn 112.000 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 56,8 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh phát động thực hiện hậu phương người lao động giai đoạn 2022-2025. Tại chương trình đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ nhà máy ấm công đoàn, trợ cấp khó khăn, trợ cấp vốn với tổng kinh phí trên 1,6 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kết quả thực hiện giai đoạn 1 có trên 3.000 sáng kiến đăng nhập trên hệ thống, vượt 11% so với chỉ tiêu. Giai đoạn 2 của chương trình đang được triển khai thực hiện với giá trị làm lợi trên 157 tỷ đồng. Tại hội nghị, đại biểu tham luận nhiều nội dung như công tác phối hợp tổ chức các hoạt động phong trào, vận động xã hội hóa trong hoạt động chăm lo cho công nhân, người lao động, việc triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, công tác chuẩn bị cho đại hội công đoàn các cấp. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Đức Thọ, Bí thư tỉnh ủy, đánh giá cao hoạt động công đoàn các cấp năm 2022, đồng thời lưu ý một số nội dung cần tập trung như triển khai thực hiện tốt chủ đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và thực hiện chủ đề của tỉnh ủy năm 2023, quan tâm triển khai thực hiện các chủ trương lớn của tỉnh về công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nông thôn mới. Khi đưa ra cái phong trào gì rồi lãnh đạo chỉ đạo triển khai phong trào gì thì cố gắng gắn với chức năng nhiệm vụ và làm sao nó thực chất thì mới huy động được các cái đơn vị rồi cá nhân, đoàn viên, người lao động, các đồng chí tham gia một cách nó nhiệt huyết và giải quyết được những vấn đề từ thực tiễn mà đoàn viên, người lao động, công nhân của chúng ta đang cần phải giải quyết. Đấy, thì cái đấy cũng vừa là vấn đề mới đặt, vấn đề đặt ra nhưng vừa cũng là cái hạn chế của chúng ta trong cái tổ chức triển khai thực hiện để phát huy được cái vai trò của tổ chức công đoàn. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn cho đoàn viên Đào Phước Soàn, công đoàn viên công đoàn cơ sở trường tiểu học An Thạnh, huyện Thạnh Phú, trao tặng cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các cấp công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 và tổ chức ký kết giao ước thi đua của các công đoàn cấp trên cơ sở năm 2023.